Đây là các bức ảnh trưng bày tại triển lãm về việc thành phố Amsterdam cũ và Hà Nội ngày nay đối mặt với nước lũ. Với đề tài nước trong thành phố, các bức ảnh tại triển lãm thể hiện kinh nghiệm của thành phố Amsterdam trong quy hoạch đô thị và sử dụng mặt nước sẵn có trong thời gian qua, được trưng bày đan xen với những bức ảnh về Hà Nội và vai trò của nước trong thành phố dưới góc nhìn riêng của các em học sinh trường Hà Nội Amsterdam. Nhân dịp kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hà Lan, chúng tôi nghĩ chúng tôi nên tổ chức một triển lãm về hai thành phố Amsterdam và Hà Nội. Tuy Amsterdam nhỏ hơn nhiều so với Hà Nội, nhưng hai thành phố đều có chung vấn đề với nước, và vì thế, triển lãm này là những kinh nghiệm của Amsterdam và Hà Nội trong việc xử lý và quản lý nước. Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm, từ đầu năm nay, Đại sứ quán Hà Lan và Trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Nước trong thành phố. Cuộc thi đã thu hút hơn 300 tác phẩm dự thi. Trong buổi khai mạc triển lãm, Đại sứ Hà Lan đã trao giải ảnh đẹp nhất cho em Tạ Minh Anh với tác phẩm Mưa muộn mùa thu và giải tác phẩm video có ý tưởng hay nhất cho em Nhữ Hương Trà với tác phẩm Những cánh tay với nước. Có chụp cái ảnh này ở trên đường con đi về. Theo con thì mưa cũng là một phần nước ở trong thành phố. Và cái ảnh này là con muốn chia sẻ về nước ở trong thành phố của ở Hà Nội đến vùng Amsterdam. Bọn em đã chọn là sử dụng những hình ảnh, hình động như là mọi người có thể thấy đấy ạ. Và sử dụng những mô phỏng của cánh tay và có thể thấy là cánh tay làm những điều gì. Ví dụ như là cánh tay dựng lên những tòa nhà, cánh tay đẩy lùi cơn sóng và cánh tay giúp đỡ người dân của hai nước khi mà có bạo loạn đến. Và như hình ảnh cánh tay đấy ạ. Và khi được nhận giải thì thực sự em rất vui ạ. Nước ở đây là một phạm trù lớn, nhưng khi phát động ra cuộc thi thì các em lại nhìn ở nhiều góc độ khác nhau. Và đa số khi mà nhìn các bức ảnh và các video thì mọi người đều nhìn thấy rằng là các em mới nhìn ở góc độ thực tiễn, dưới con mắt rất thực tiễn để giải quyết các vấn đề thực tiễn mà các em nhìn thấy ở Hà Nội. Việt Nam đã trở thành một đối tác quan trọng với Hà Lan trong quản lý nước. Triển lãm về nước trong thành phố là sự chia sẻ của Hà Lan với Việt Nam về kinh nghiệm quản lý nước tổng hợp. Triển lãm mở cửa đến hết ngày 11 tháng 12 năm 2013.